Xin chào anh em nhé. Anh em có ai đang nuôi ong kiểu như này không? Đấy. Hiện tại thì hôm nay đang đi ở lại trường đây anh em ạ. Vào nhìn thấy ông anh này nuôi ong đấy anh em. Chia sẻ cách nuôi ong rất là đặc biệt đấy anh em ạ. Đây, đàn ong rất là đẹp luôn đấy anh em ạ. Đấy. Tuy nhiên là có một điều rất là đặc biệt. Khả năng là ông chủ này ông ấy cũng buông bỏ nó rất là lâu rồi đấy anh em này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Ong cực kỳ đẹp luôn này. Ong này mình nghĩ là chắc sẽ rất dữ luôn anh em ạ. Đấy. Đây, hiện nay thì anh em đang nuôi cái kiểu này rất là nhiều, phổ biến luôn anh em. Đấy, thước thiếc các kiểu để dính bây giờ hỏng. Đàn này giờ thì ông ấy để nó xây linh tinh hết rồi anh em ạ. Đây đây. Thước thiếc bây giờ là kéo hết ra xong bây giờ là nó xây luôn vào thước luôn anh em ạ. Đây mở cho anh em xem nhé. Ô ong ở đây nhiều mặt lắm anh em ơi. Đây nó xây từ cái nọ lèo sang cái kia đây anh em ạ. Ôi mở tầm này thôi. Đấy. Đàn này thì khả năng phải gọi đây. Một cái thì nó ở cầu trong. Sau nó xây lan ra cả cầu ngoài đây anh em ạ. Đợt này khu vực này nguồn phấn nguồn mật rất là tốt luôn anh em ạ. Không biết là mật gì mà rất là nhiều. Đông đẹp cực kỳ luôn. Ông này ông ấy cũng chân tầng chân tiếc đấy nhưng mà khả năng là lâu ngày ông chả bao giờ ông đúc đến sao anh em ạ. Đây. Người đúng tính chất theo kiểu bỏ bứa đây anh em. Đây, mở cho anh em xem. Cũng rất là may là nó lại không đốt anh em ạ. Ui, đông đẹp lắm anh em. Cầu trong này. Vì một tay cho nên mà phải mở nên là không. Mà nó dính quá. Ây da. Rất hung hăng anh em ạ. Đây. Mở cho anh em xem cầu trong nhá. Đấy. Ôi. Khiếp. Chắc là khoảng nhiều tháng này để ông chủ không bao giờ ông đụng đến thùng ong thế sao anh em ạ. Đây. Nuôi rất theo kiểu rất là tận dụng đây. Ủa nó dính nó bó hết vào nhau rồi anh em ạ. Thôi tôi không mở đâu. Thôi thì rất là đông đẹp luôn anh em nhé. Đây này. Đây, quay sát ra đây này. Đấy. Quân cực chuẩn luôn. Nhưng mỗi tội là chả chịu thay cầu thay ghiếc gì. Không chịu thay vắn ngăn. Như là chân tầng chân ghiếc gì anh em ạ. Đây này. Đấy. Ba cầu, bốn cầu đây. Nhưng mà cái này thì nó phải nhiều cầu luôn anh em ạ. Rất đặc biệt anh em thấy chưa, ong tầm này mà giữ được lên đến như này là rất kinh đấy, nhưng mà mỗi tội là ông ấy bỏ bứa quá, thùng thiếc rồi để bẩn thỉu kinh khủng luôn anh em ạ. Nói chung là đây mối sông mối xiếc rồi là rán xiếc đây mà anh em. Này gọi là nuôi cho vui thôi anh em ạ. Hồi này vào đây thấy đàn này quay cho anh em chia sẻ với anh em cho nó vui thôi. Chứ còn nuôi như thế này thì không ổn thế nào anh em ạ. Cầu ong, đàn ong rất đẹp luôn. Đàn này là có chúa mà thay thì chuẩn luôn anh em ạ. Và đàn này vẫn tách được. Đàn này thì tách thoải mái luôn nhưng mà thôi, chia sẻ anh em vậy đấy nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá anh em nhá.